Rồi, hello, xin chào mọi người. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ quay cho mọi người một số con chim non. Chủ yếu bữa nay là chim chim non nha mọi người. Nếu như mà mọi người thích ấy, thì xem coi là ưng con nào thì mình bắt con đấy nha. Mấy bữa nay thì mọi người hỏi là ủa sao kỳ này tao chả thấy mày quay chim gì hết, mày hết chim rồi. Thì xin thưa là chim này là chim tự bẫy, cho nên là không phải là lúc nào cũng có, không kiểu là mua về bán lại. Chim đi bẫy về xong rồi còn phải vào cám, rồi mọi người thấy không, tắm rửa cái lồng nó sạch trơn đấy, tắm rửa chăm sóc cho nó ăn cám cứng đét rồi mình mới bán. Thành ra là chim ấy thì không phải là lúc nào cũng có mọi người ạ, mà đi bẫy về đấy, vào cám rồi mới bán. Đấy là cái tình hình nó là như vậy đấy, chứ không phải buôn thì người ta lúc nào cũng có rồi, còn mình kiểu ấy thôi, bẫy cá nhân thôi mọi người. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ lên mọi người một số con chim nha. Mọi người thích con nào thì cứ gọi điện trực tiếp vô Zalo hoặc là số điện thoại luôn nha. Đấy rồi, đầu tiên là con năm màu non. Đấy, con này thì nó chưa có chỗ đâu mọi người, mình bán 150 đấy. Tướng to to như cái thùng phi ấy. Đấy mọi người thấy cái tướng không? Đấy, cám hạt nha mọi người, con này 150 nha. Rồi tiếp theo là con 7 màu chuyền non mọi người, con này chỗ một chấm duy nhất ở ngay ngực nha. Đấy, 7 màu chuyền non nha, con này 500 ngàn nha mọi người. Đấy nè. Đấy, một chấm ngay ngực duy nhất luôn. Rồi tiếp theo là con 7 màu bổi nha, con này 300 ngàn nha mọi người. Đấy, rồi tiếp theo là con sắc pháo non mọi người, con sắc pháo non này là siêu dạn nha mọi người. Cổ đã chỗ được chấm đỏ đấy, mọi người thấy chấm đỏ. Đấy, con này 500 ngàn nha, sắc pháo non mới chỗ được tí mép cam lè cam lét luôn đấy. Rồi tiếp theo là con chim sắc pháo mái nha mọi người, sắc pháo mái này 150 một con nha. Rồi tiếp theo là con 5 màu bổi trống, con này 200 ngàn nha mọi người. Rồi tiếp theo là con chim sắc pháo chống bổi. Con này ấy, thì một bên cắn của nó bị mất mấy sợi lông cắn nha mọi người. Đấy mọi người để ý kìa. Con này thì mình bán 200 ngàn nha. Đấy, một bên cắn nó mất mất mấy sợi lông cắn ấy. Ừ. Đấy, bên trái đấy mọi người đấy. Thì con này mình bán 200 ngàn nha. Cắn nó không có đầy đủ đâu. Rồi tiếp theo là con 5 màu chống bổi, con này cũng 200 ngàn luôn nha.
Rồi tiếp theo là con sắc pháo trống non, con này cũng 500 ngàn luôn nha mọi người, trống non chỗ được một tí à. Rồi, con sắc pháo trống non tiếp theo cũng 500 ngàn luôn nha mọi người. Mấy con non này đều rất là dạn, con nào cũng đều rất dạn nha mọi người. Và đều chỗ một ít ở ngay ngay cổ, ngay ngực á, đều chỗ đỏ hết rồi đó. Rồi tiếp theo là con chim sắc pháo mái tiếp theo. Con này 150 nha mọi người. Rồi tiếp theo con sắc pháo trống non tiếp theo. Con này cũng 500 ngàn luôn nha mọi người. Rồi cuối cùng là con 7 màu non chưa ra màu, con này 200 ngàn nha mọi người, 90% chim trống rồi đó. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã đi qua hết những cái con chim của ngày hôm nay. Thì chủ yếu bữa nay là chim non rất là nhiều mọi người. Những cái con chim non đấy ấy, đều là những con nuôi rất là tiềm năng. Và dành cho những người mà kiểu biết chơi thì sưu tầm những cái con chim non đấy và nuôi lên. Như mọi người cũng đã biết là những cái con chim bổi ấy, thì không bao giờ nó sẽ dạn bằng những con chim non. Vì vậy cái giá trị của con chim non nó mắc là ở chỗ đấy, là nó sẽ dạn, rất là dạn. Mọi người khi mà nuôi nó đã trổ xong màu thì mình sẽ được con chim cực kỳ dạn, nuôi rất là sướng. Tuy nhiên thì phải bỏ thời gian ra để chăm nuôi nó thì nó mới trổ màu ra đẹp được, chứ nó không có đẹp ngay. Đấy, còn mình mua con bổi thì về cái là nó đẹp ngay luôn, nhưng mà nó không có dạn bằng con chim non. Đấy. Và một lưu ý nữa là mua chim thì chuyển khoản trước cho mình nhận được thì mình mới gửi chim. Nếu như mà tin tưởng thì bốc máy gọi điện, còn nếu như mà không tin tưởng thì không cần liên hệ với mình làm gì, để tránh mất thời gian của nhau nha. Đấy, cái này là chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau về cái vấn đề đấy luôn, một lần thôi, chứ mất công rồi liên hệ xong rồi kêu ủa lỡ rồi tao chuyển tiền cho mày, mày không có gửi chim cho tao thì sao. Đấy, nó mình lúc đấy thì cũng không biết giải thích như thế nào hết. Rồi bây giờ đọc bình luận nha. Có ship quận 1, quận 7 hay quận 5 Sài Gòn không em? Ở Sài Gòn ấy, thì có hai hướng, một là ngã tư An Sương, hai là bến xe Miền Đông. Nếu như mọi người ra đấy lấy được ấy, thì cước phí là 50 ngàn. Còn nếu như mà muốn gửi tận nhà thì sẽ có tài xế gửi Grab dùm mình đến tận nhà. Tuy nhiên thì gửi tận nhà thì phải trả thêm tiền Grab tầm 5 ngàn một cây số. Đấy nhá. Anh ơi, em thấy tổ hút mật trong đó có hai con mới nở được mấy ngày, khi đi thăm lại thì có một con rơi khỏi tổ, có phải là
Con còn lại nó đẩy ra không? Mong anh trả lời. Không, nó không đẩy ra đâu. Tại vì nó bò ra. Những cái con đấy nó bò ra thì nó bò ra xong rồi con mẹ nó không có cong lên lại được. Thì nó nằm dưới nó chết luôn. Chứ có hút mật nó đâu phải là cái con tu hú đâu mà nó đẩy ra. Đấy rồi, thì đấy cũng là tất cả những gì mà có ở video ngày hôm nay. Rất là cảm ơn mọi người theo dõi video. Đấy, quan sát xem từng con ưng con nào, bóc máy điện thoại lên gọi hoặc là nhắn tin kết bạn qua Zalo đấy để liên hệ trực tiếp với mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.